Hello, chào anh em. Hôm nay thì tiếp tục là một cái video clip mình xin chia sẻ với anh em một vài cái lưu ý mà trên chiếc Kawasaki ZX10R mà sau lưng mình đây. Mình đang chuẩn bị làm một vài cái điều chỉnh. Vì trong quá trình sử dụng thì chúng ta không thể tránh khỏi những cái lỗi vặt. Thực ra cái này không phải là lỗi vặt mà nó là những cái lỗi cơ bản mà khi chúng ta thay đồ chúng ta không để ý. Đó, cho nên là hôm nay thì mình có chiếc xe và cũng như là cái bệnh này thì mình thấy anh em cũng đang lên diễn đàn hỏi về cái này nó bị như thế nào. Rồi mình cũng là tình cờ thì ở xe này của một người anh đang sử dụng thì phát hiện ra cái lỗi này. Và thì qua quá trình đo đạc kiểm tra thì mình thấy là nó đang bị cái vấn đề ở cái phần chúng ta thay đèn led chiếc xe. Thì chúng ta cần lưu ý những vấn đề gì? Hôm nay thì mình chia sẻ với anh em cái video này để anh em có trong quá trình chúng ta sử dụng cái chiếc ZX10R này này thì chúng ta lưu ý ha, và chúng ta mang ra thay đèn led hay như thế nào thì chúng ta cũng cần lưu ý, và chúng ta chỉ cần lắp đúng cái chủng loại là chúng ta sẽ trị được cái bệnh này. Thì đây là một chiếc Kawasaki ZX10R, và chiếc xe này thì cũng được shop mình chăm sóc nó và cũng bảo dưỡng cho nó khá là nhiều lần rồi. Thì các bạn có theo dõi cái channel của YouTube của mình đó, thì các bạn cũng có thấy là chiếc xe này cũng được lên sóng vài lần rồi. Đó, thì hôm nay nó có một cái bệnh, nó có một cái lỗi nhỏ mà do quá trình chúng ta cái chủ cũ á, người ta thay thế, người ta không để ý về cái thông số kỹ thuật của nó, cho nên là dẫn đến hiện tượng máu lỗi trên đồng hồ. Thì cái lỗi đó là lỗi gì, và hôm nay thì mình sẽ quay cho anh em xem để anh em có video tham khảo ha. Và anh em nào đang đi sử dụng cái dòng xe này thì anh em lưu ý khi chúng ta thay thế một cái gì đó, chúng ta cũng cần quan tâm đến cái thông số kỹ thuật của nó. Đây thì các bạn thấy là chiếc xe này mà đang trong quá trình mình chỉnh sửa một vài thứ, như là cái đèn trợ sáng này thì chủ xe không muốn là đấu theo công tắc pha nữa, thì mình sẽ tách rời nó ra theo một công tắc rời ở ngoài. Tí sau khi mà mình ráp trong chiếc xe này rồi thì mình sẽ quay cho anh em xem. Thì hôm nay mình quay về cái vấn đề chính, đó là cái vấn đề báo lỗi ở trên đồng hồ đây. Mình sẽ cho anh em xem. Cái lỗi đó là cái lỗi báo cái lỗi ESD ở ngay ở vị trí đồng hồ này, ngay vị trí này mà rất nhiều anh em không để ý ha. Để mình sẽ lấy nét cái chỗ này lại ha. Anh em đợi một tí nha, mình sẽ lấy nét lại. Ok, nói xong rồi. Thì đây anh em chỉ quan sát cho mình góc vào chỗ đây nhá. Nó hiện đèn vàng, và sau khi chúng ta chạy nó sẽ hiện cái đèn vàng này lên, và nó hiện cái chữ ESD này. Lỗi ESD là đây này, chúng ta sẽ nhìn quan sát cái chữ ESD ngay góc đây nha. ESD này. Đó, chúng ta thấy cái chữ ESD không? Mình sẽ zoom lại gần đó, cái đèn vàng đó các bạn ha. Các bạn lưu ý nha, các bạn quan sát cho mình nè. Thứ nhất là khi chúng ta chạy nó sẽ báo đèn vàng lên, và thứ hai là có cái chữ dòng ESD ở bên dưới này. Đó, chúng ta thấy ESD không? Tại vì là lúc này mình khởi động nó nhanh rồi. Ok. Rồi về cơ bản là khi chúng ta chạy nó báo lỗi này lên. Mà nếu cái này chúng ta search trên Google thì nó sẽ báo là cái lỗi trợ lực tay lái. Trợ lực tay lái nha anh em. Mình cũng đã kiểm tra và cũng vệ sinh bảo dưỡng hết toàn bộ những cái giắc như thế này rồi. Thì về cơ bản là nó không liên quan đến mà cái lỗi nó liên quan đến một cái vấn đề khác. Nó đơn giản lắm các bạn, không có gì ghê gớm đâu. Nhưng mà chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ dẫn đến là chúng ta không biết đường xử lý. Nhiều anh em thì cho rằng là nó do cái bình này đã được thay và cái bình này không đúng chủng loại của nó, thì dẫn đến là nó báo cái lỗi đó. Nhưng không phải anh em, cái bình này mình vẫn giữ nguyên cái bình này, nhưng mà mình khắc phục cho hết cái lỗi này thôi. Đó, thì trong quá trình sử dụng thì chúng ta theo dõi, chúng ta dõi theo cái xe, chúng ta dõi theo cái xe, chúng ta vô tình phát hiện ra, và cái người anh thì cũng phát hiện ra cái lỗi này và cũng chia sẻ lại với mình. Và sau khi mình đo thông số kỹ thuật mà mình kiểm tra hết toàn bộ lại á, thì mình mới phát hiện ra là cái lỗi nó nằm ở đây. Đó, thì các bạn thấy là cái xe này nó đang sử dụng hai cái bóng pha và cốt và pha, cốt đây bên này, pha bên này, sử dụng bóng halogen. Và theo kinh nghiệm của mình á, thì toàn bộ những cái thông số kỹ thuật của cái đèn zin lúc nào hãng người ta cũng in ở phía sau hết. Thì đúng như mình dự đoán là nó có cái thông số ở phía sau đây, ngay góc này. Các bạn, để mình sẽ zoom lại cho các bạn xem, để các bạn có thể thấy rõ. Đây các bạn thấy không ạ? Ở phía sau này mình thấy ghi rõ đây là cái sử dụng cái điện áp là 12V. Cái chân bóng nó khách, cái nhà sản xuất người ta cũng có ghi ở đây luôn là chân H7 nha các bạn. Và cái điện áp sử dụng là 12V, và công suất của nó là 55W nha anh em. 55W. Đó,
rất rõ ràng ha. Tức là một bấm một bên là 55W, khi mà chúng ta bật cả pha cả cốt nó lên tới 110W. Đó. Thì vì sao mà mình nói đến cái điều này? Cái công nghệ LED lên ngôi á thì đồng nghĩa với cái việc đó là các bạn sẽ thay thế những cái bóng LED vào để cho tăng cái độ sáng lên. Bóng zin cơ bản của nó là sử dụng bóng halogen. Vì vậy mà khi mà công suất nhà sản xuất đã đặt ra cái công suất của cái bóng đèn là 55W thì chúng ta làm sao phải thay thế lại cái bóng LED cũng tương ứng với cái số công suất đó. Đó. Vô tình phát hiện ra thôi thì chủ xe cũ người ta có thay một cái bóng LED như thế này. Đây là một cái bóng LED mà mình tháo trong xe ra. Bóng này mình đo công suất thực tế của nó chỉ có khoảng tầm 27W thôi các bạn. 27W, nhưng mà lúc mình đề ba lên nó là 36W nè các bạn ha. Nhưng mà công suất thực tế lúc mình đo nó chỉ khoảng tầm 27W thôi. Nó ghi trên này là 36W. 36W thì nó đã không đúng với lại cái watt, cái công suất của cái bóng đèn zin rồi. Đó, vì vậy mà cái dòng điện dư của cái sạc đưa lên nó sẽ nạp vào bình, và khi đó nó dư điện rồi thì nó sẽ báo cái lỗi ESD ở trên đồng hồ. Đây là một cái lỗi cơ bản mà chúng ta thay cái LED chúng ta không để ý. Thì cái bóng halogen của nó đã là 55W thì chúng ta làm sao làm? Chúng ta thay LED, chúng ta không phải thay cái bóng LED tương ứng với cái số công suất của cái bóng zin cho các bạn ha. Đó. Và khi mà mình tháo cái bóng này ra thì mình thấy cái đây là cái driver, và trên cái driver này nó ghi rõ là 36W, nhưng mình đo thực tế này nó chỉ khoảng tầm 27W thôi. Đó. Vì vậy mà cái điều này không đáp ứng, kể cả chúng ta bật hai bóng lên luôn nó cũng không đáp ứng đủ. Đó. Rồi. Thì làm sao mà mình phát hiện ra được? Đó là trong quá trình sử dụng á thì vô tình mình bật cái đèn chờ sáng này lên, bật một cặp đèn chờ sáng tua lên. Nó cộng với cái công suất của cặp này thì nó dư gọi là vượt công suất của nhà sản xuất các bạn ha. Thì nó lại không báo lỗi nữa, nó không báo cái lỗi ESD ở trên cái đồng hồ nữa. Đó, vì vậy mà khi mới qua trong quá trình mình mở ra mình kiểm tra nữa thì nó sẽ phát hiện thêm cái là cái bóng này không đạt yêu cầu. Nếu chúng ta đi trong phố hoặc là chúng ta đi trong phố hoặc là chúng ta không sử dụng đến đèn chờ sáng thì công suất nó không đạt đến ngưỡng mà nhà sản xuất yêu cầu, cho nên là nó sẽ tiếp tục báo lỗi. Đó. Vì vậy mà hôm nay thì mình sẽ thay một cái cặp LED. Cái LED này nó mang tên đó là Kenjo V8, và nó sử dụng cái chân H7 đúng không? Chuẩn chân H7 các bạn. Và chip LED của nó sử dụng đó là chip LED XHB70. Rất mạnh các bạn, rất mạnh. Độ sáng của cái chip LED này rất mạnh, công suất của nó rất là lớn. Công suất thực tế mà mình đo nó là rơi vào tầm 53W thì ít ra nó cũng phải là xem so với cái thông số cũ của cái bóng nhà sản xuất đưa ra. Đó, vì vậy mà chúng ta lắp cặp này vào thì tương ứng nó cũng gần như là tương ứng với lại cái công suất của cái bóng halogen rồi. Cho nên là chúng ta có thể khắc phục được cái lỗi đó là ESD, báo lỗi ESD trên đồng hồ các bạn ha. Thì cái này chúng ta về gắn là như zin. Đó. Thì sau khi gắn mình sẽ quay lại cho anh em xem. Đồng thời thì mình sẽ điều chỉnh một vài cái nhỏ nhỏ, đó là chúng ta sẽ chuyển một cái công tắc bật tắt đèn chờ sáng này riêng. Chủ xe yêu cầu như vậy, và sau khi mình lắp một cái cặp đèn cốt nữa hỗ trợ ở đây để cho anh em đi cho nó an toàn. Đó, rồi. Ok ha các bạn ha. Rồi bây giờ sau khi mà mình cái lỗi nó cơ bản là nó như vậy. Đó. Thì cái LED này sau khi mình thay vào á, nó sẽ giúp cho là cái việc tản nhiệt tốt hơn, bởi có những cái nang tản nhiệt như thế này. Nang tản nhiệt như thế này thì giúp cho cái việc tản nhiệt tốt hơn, cũng như là đạt cái công suất mà nhà sản xuất yêu cầu. Đó, rất mạnh các bạn. Và mình sẽ test ánh sáng của hai cái này cho các bạn xem ha, để cho các bạn rõ hơn về cái độ sáng của hai cái bóng này. Bóng LED này rất là sáng các bạn, rất sáng luôn, và cũng rất là tuyệt vời, cũng như đáp ứng được độ yêu cầu. Đó, nó chỉ là cái lỗi cơ bản như vậy thôi, nhưng mà rất là nhiều anh em không có để ý. Vì vậy mà chúng ta mà trong quá trình lắp lên xong á thì chúng ta đi, chúng ta báo lỗi và chúng ta cũng không biết được nào mà lần. Chúng ta là một khách hàng, cũng như là chúng ta là một người chạy xe thôi, chúng ta không phải là một người thợ, cho nên là cái người thợ người ta lắp cho anh em á, nó cũng không để ý đến cái vấn đề này. Cho nên là trong quá trình chúng ta đi sử dụng thì lại bị mất tiền oan cho những cái khác. Có thể là chúng ta thay một cái bình oan chẳng hạn, đúng không các bạn? Đó, hoặc là có thể là chúng ta sẽ thay một cái khác oan. Vì vậy mà hôm nay mình vô tình phát hiện ra cái lỗi này, mình chia sẻ cho anh em để anh em có sử dụng cái dòng xe này, anh em tham khảo và anh em khắc phục ha. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo video. Video chỉ mình xin phép được dừng lại đây. Và các bạn nào có cảm thấy video này hay và bổ ích thì nhấn nút subscribe đăng ký bên dưới, nhấn vào cái chuông bên cạnh để theo dõi những video tiếp theo mà mình đăng lên, video mới nhất mà mình đăng lên nhé. Rồi, chào tạm biệt anh em.